Nếu bạn muốn biết tường nhà mình tô tráp và bảo dưỡng có đúng hay không thì video này là dành cho bạn. Ngày xưa ông cha ta đã nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thì câu nói này không bao giờ sai. Từ khi ra trường đi làm, mình cảm thấy rất may mắn khi gặp được những người thầy, người sếp dạy cho mình nghề và cách sống ở đời. Sống đúng với lương tâm để mỗi tối về kê cao gối để ngủ. Vì bây giờ luật nhân quả nó đến nhanh lắm. Chỉ cần mình làm sai làm dối, không chỉ chủ nhà biết mà còn rất là nhiều người biết sẽ ảnh hưởng đến công việc tương lai của mình. Nên khi làm bất cứ công việc gì mình cũng đã nghĩ trước cái hậu quả của nó, như là công tác tô tường và bảo dưỡng. Nếu mình làm không đúng thì hậu quả sẽ bị nứt, ảnh hưởng đến chất lượng của công trình cũng như là độ thẩm mỹ của nó. Vì vậy nếu bạn là chủ nhà thì cần biết những vấn đề sau đây. Thứ nhất là đối với công tác xây tường trước đó cũng phải chất lượng, mình sẽ nói trong một video sau, và đảm bảo rằng nó cũng được tưới bảo dưỡng thường xuyên trong 3 ngày đầu tiên, vì nó sẽ ảnh hưởng đến kết cấu của toàn bộ bức tường sau này. Việc đầu tiên đối với công tác tô tường là mình nên lựa chọn những loại vật tư chất lượng. Đối với các tô thì bên mình luôn sử dụng các hạt lớn, loại mà thường đổ bê tông á, tất nhiên phải là các sạch sẽ rồi. Về chịu khó cho anh em sàng lọc một tí, tô trát vất vả hơn một tí, sau này sơn bã cũng hơi nhăn mày nhăn mặt một tí, nhưng được cái là về sau tường rất cứng và chắc, và loại bỏ một nguyên nhân làm tường nứt chân chim. Thứ hai là các công việc trước khi tô tường gồm đóng lưới mắc cáo tại những vị trí tường giao nhau với cột, giao nhau với dầm, lăn tô, những vị trí âm tường của đường điện, đường nước. Và sau này trước khi tô trát tại những vị trí này thì cần đi qua một lớp hồ dầu. Đối với công tác ghém thì bên mình thường ghém trước một buổi hoặc một ngày để đảm bảo tường tô luôn phẳng, chứ sau này sửa lại chết luôn á. Thứ ba là trước khi tô tường phải tưới giữ ẩm trước, nếu không sau này khi tô tường gạch sẽ hút hết nước trong vữa, dẫn đến tình trạng tường bị ột, tách lớp hoặc là bị nứt. Sau khi tô xong thì từ 3 đến 4 tiếng sau thì bắt đầu phun sương giữ ẩm. Mình sẽ tưới nước mạnh trong 3 ngày đầu tiên. Tường cũng giống như bê tông, nó rất cần nước để bảo dưỡng, vì đây là thời gian nó phát triển cường độ rất nhanh. Chỉ cần 3 ngày đầu tiên thôi mà nó đã phát triển cường độ đến 40%, đến 7 ngày thì nó đạt 60% cường độ và đạt 100% cường độ khi 28 ngày. Đó là cách tô và bảo dưỡng tường của mình. Hãy cho anh biết ý kiến của mọi người dưới phần bình luận nha. Cảm ơn mọi người.